Xin chào các con cái yêu dấu của Chúa. Chào mừng bạn quay trở lại để chúng ta cùng nhau cảm nghiệm tình yêu và sự tốt lành của Chúa trên cuộc đời mỗi một chúng ta. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn lời cầu nguyện dâng lên Chúa theo Thi Thiên 27. Tôi khích lệ bạn bước đi với Đấng Christ. Kinh Thánh là lẽ thật của Chúa. Ngài ban cho bạn thêm sức mạnh, lòng kiên nhẫn, sự tin cậy và một đời sống phước hạnh. Chúng ta cùng nói lời cảm ơn Chúa bằng cả tấm lòng của chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh, Chúa là ánh sáng rực rỡ tràn đầy sự tốt lành. Lòng thương xót của Chúa đổi mới mỗi ngày. Ngài khiến mặt trời chiếu sáng trên cả người công chính lẫn kẻ gian ác. Chúa là ánh sáng của thế gian và là sự cứu rỗi của chúng con. Trong Chúa, chúng con được giải thoát khỏi sự tuyệt vọng, lo lắng ở thế gian tàn khốc này. Chúng con không có gì phải sợ hãi, vì Chúa luôn ở bên chúng con trong mọi khoảnh khắc. Con cảm ơn Cha vì lòng tốt của Ngài. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng, chiếu soi trong bóng tối, là ánh sáng không thể tắt, là ánh sáng chiếu rọi mọi sự. Ngài là ánh sáng của con, đấng soi dẫn con cách sống và làm việc tốt nhất. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của con sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống con sẽ hãi hùng ai? Vì Chúa là ánh sáng của con, tại sao con lại sợ hãi về công việc của mình? Tại sao con lại lo lắng về việc mọi người có thể nghĩ gì về con? Tại sao con lại lo lắng về những điều con không thể kiểm soát? Chúa là đấng cứu thế, là đấng cứu chuộc và phục hồi, đổi mới trời đất. Ngài là vị cứu tinh của con. Chúa đã chết để con có thể được sống. Chúa đã cứu con khỏi tội lỗi và sự chết qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài hết lần này đến lần khác cứu con khỏi những điều có thể làm tổn thương con hoặc thậm chí khỏi những rắc rối mà con tự gây ra. Lạy Chúa, vì Ngài là cứu Chúa thành tín của con, sao con lại sợ hãi? Ngài là đấng toàn năng và mạnh mẽ. Ngài là tảng đá vững chắc. Ngài là nơi ẩn náu, an toàn. Chúa là thành trì của cuộc đời con, là người bảo vệ con khỏi bị tổn hại. Lạy Chúa, xin giúp con biết rõ về Ngài và tin cậy Ngài hoàn toàn. Đến nỗi sợ hãi không còn có chỗ trong trái tim con, ngay cả khi thế giới xung quanh có quá nhiều bất ổn. Xin cho con có thể tin cậy vào Chúa và lòng thương xót của Ngài. Khi kẻ ác tấn công con, chúng muốn ăn tươi nuốt sống con, chúng muốn chia rẽ gia đình con, nhưng con có Chúa Thánh Linh ngự trong con nên chúng chẳng thể làm gì được. Chúng đều vấp té, dù chúng luôn dắp tâm rình rập bùa vây con, lòng con sẽ chẳng sợ, lòng con vẫn vững tin nơi Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã gọi con trong sự công chính. Ngài sẽ nắm tay con và gìn giữ con. Ngài sẽ lập con làm giao ước của dân, làm ánh sáng cho các nước. Cảm tạ Cha, vì Ngài đã dùng kẻ tôi tớ hèn mọn này. Ngài đã không chê con. Ngài thương xót con thể nào, thì Ngài cũng dạy con lòng thương xót người khác kẻ thể ấy. Ngài đã chữa lành những tổn thương cay đắng trong cuộc đời con. Ngài đã làm phép lạ trên đời sống con. Khi con yếu đuối là lúc con được mạnh mẽ trong Chúa. Trong ngày tai họa, Ngài che chở con trong lều của Ngài, giấu con nơi kín đáo của trại Ngài, và Ngài đặt con trên một vầng đá. Bấy giờ con sẽ ngẩng đầu cao hơn các kẻ thù vây quanh con. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng con kêu cầu với Ngài. Xin thương xót con và nhậm lời cầu nguyện con. Khi Chúa phán, các con hãy tìm kiếm mặt ta, thì lòng con thưa với Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là thành trì của cuộc đời con. Ngay cả khi bóng tối bao phủ con sẽ không sợ hãi, vì Chúa bảo vệ con khỏi những kẻ làm ác và những kẻ tìm cách tiêu diệt con. Ngay cả khi kẻ thù nổi dậy chống lại con sẽ làm theo các mạng lệnh của Ngài. Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa xả mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.
Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với con sẽ vững tin và mạnh mẽ trong Chúa, vì Chúa chính là pháo đài hùng mạnh của cuộc đời con. Con đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều đó. Đó là con muốn trọn đời con được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài, vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che chở con. Trong lều của Ngài, Ngài giấu con nơi kín đáo của trại Ngài, và Ngài sẽ đặt con trên một vầng đá. Lạy Cha Thiên Thượng, Cha đã sai con một của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian để chết thay cho chúng con. Giờ đây chúng con đã được xưng công chính nhờ ân điển của Cha và qua những gì con Ngài đã làm trên thập tự giá. Chúng con được ở trong nhà Chúa trọn đời. Cảm ơn Chúa đã thương xót chúng con và bảo vệ chúng con. Cảm ơn Ngài đã giấu chúng con nơi trú ẩn của Ngài trong ngày khó khăn. Con biết rằng khi mọi thứ trở nên khó khăn trong cuộc sống, Chúa cũng sẽ luôn ở đó để bảo vệ con khi con dễ bị tổn thương nhất, và những cơn bão xuất hiện trong hoàn cảnh của con, Chúa sẽ nâng con lên cao trên một vầng đá. Bấy giờ con sẽ ngẩng đầu cao hơn các kẻ thù vây quanh con. Trong trại Ngài, con sẽ dâng tế lễ với tiếng hát vui mừng. Con sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng kêu cầu của con với Ngài. Xin thương xót con và nhập lời con. Hỡi đấng cứu chuộc linh hồn con, không ai có thể ngăn cản con ca ngợi danh Ngài. Ngay cả khi kẻ thù ở xung quanh con sẽ khuấy động giai điệu trong trái tim mình để hát ngợi khen danh thánh của Ngài. Chúa ơi, xin hãy nghe tiếng kêu của con, và con cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Chúa bảo vệ con, và Chúa dạy con hãy tìm cách tìm kiếm mặt Ngài. Con đang tìm kiếm mặt Ngài và theo đuổi Ngài bằng tất cả những gì con có. Xin hãy tha thứ cho những bất cập và xu hướng tội lỗi của con khi con sao nhãng lời Ngài và lãng quên Ngài. Lạy Cha hằng hữu, xin đừng giấu mặt Ngài khỏi con. Khi thử thách và bắt bớ đến, con cần vui mừng khi biết rằng có Chúa ở đó. Đừng xua đuổi con khỏi sự hiện diện của Ngài. Chớ xua đuổi đầy tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận, vì Ngài là tảng đá và là đấng cứu chuộc con. Chúa là đấng an ủi trong những lúc căng thẳng. Ngài cứu con khỏi sự trống rỗng và những cám dỗ của thú vui trần thế. Hãy dạy con đường lối của Ngài và dẫn con đi trên con đường bằng phẳng. Chúa là ngọn đèn cho đôi chân của con. Ngài hướng dẫn và chỉ dẫn cho con, giữ con trên con đường hoàn hảo của Ngài. Ngài đã dạy con chớ phó con cho ý muốn của kẻ thù con, vì chúng tung ra những lời chứng dối và buông lời hung bạo chống lại con. Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy mạnh mẽ và can đảm. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con sống nhân hậu và yêu thương. Ngài đã khuyến khích chúng con yêu kẻ thù mình và làm điều tốt cho những người ghét mình. Khi người ta thờ ra bạo lực và giận dữ, xin giúp con được bình an, vì Ngài là hoàng tử của hòa bình. Con sẽ nhìn thấy lòng nhân từ của Chúa trên đất kẻ sống. Ngài đã chỉ cho con đường hướng về xứ đượm sữa và mật. Con trông đợi Ngài, hỡi Đức Giê-hô-va, con sẽ mạnh mẽ và can đảm. Trong khi cầu nguyện, con trông đợi Chúa cho con một hướng đi rõ ràng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.